Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10 và 27.4 của VNTV. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Điểm Báo. Và kính thưa quý vị, chương trình này hân hạnh được bảo trợ bởi cơ quan thống kê dân số và có website đó là 2020census.gov. Như quý vị thấy ở đây, 2020census.gov. Quý vị nhớ điền vào mẫu đơn của thống kê dân số cứ 10 năm được thực hiện một lần. Đây là điều rất là quan trọng để mà nơi ở của quý vị, nơi cư ngụ của quý vị, khu vực quý vị đang sống có thể nhận được những tiền tài trợ từ chính phủ liên bang cũng như tiểu bang gửi đến cho từng khu vực. Tại vì quý vị không được đếm thì có nghĩa là không có tính phần của quý vị, thì như vậy là cái ngân sách về cho khu vực của quý vị sẽ không có đạt được như mong muốn. Cho nên là đây là một đợt kiểm tra dân số rất là quan trọng. Mời quý vị nhớ tìm hiểu thêm tại website 2020census.gov, 2020census.gov. Và tiếp đến nữa là ủng hộ của Tâm Đăng Shop luôn luôn bảo trợ cho chương trình này. Xin mời quý vị nhớ đón xem Talk Show mỗi ngày thứ ba từ giờ và thứ sáu từ 6 giờ đến 7 giờ để biết thêm chi tiết về hai dòng sản phẩm D1 và D Royal Support của Tâm Đăng Shop với số phone quen thuộc 1888 376 6768, 1888 376 6768. Và tiếp đến nữa, đây là thời gian rất tốt để quý vị làm refinance để cho nhà của mình nó tiền, cái tiền mỗi tháng quý vị trả được thấp hơn, quý vị save được rất là nhiều, và đây cũng là cơ hội rất tốt để đầu tư khi phần lời vô cùng thấp, thưa quý vị. Dạ, mời quý vị tìm đến với nhà văn Trương Tất Tiến. Dạ vâng, cảm ơn Mỹ Linh. Thưa quý vị, bây giờ có một cái tin cũng liên quan đến cái vấn đề Covid, thưa quý vị. Chúng bị biết là năm 2018 thì Bạch Cung đã hủy bỏ một cái cơ quan nữa là Pandemic Unit, tức là một cái đơn vị pandemic ở trong tòa Bạch Cung, tức là đi kiểm soát cái đại dịch toàn quốc, đã bị hủy bỏ. Tại vì trong thời gian đó thì không có đại dịch, mà bây giờ cái đại dịch xảy ra thì thượng viện do Cộng hòa nắm giữ và cũng như là dân chủ là thiểu số, cũng là 40 mấy phiếu, ông đã đề nghị là tái lập lại cái đơn vị gọi là pandemic unit ở trong tòa Bạch Cung lại, để có thể có một cái biện pháp hữu hiệu để chống lại cơn đại dịch ở nước Mỹ đang lan tràn. Mà như chúng tôi cũng thưa quý vị là con số này sẽ lên, số người tử vong sẽ lên tới 200.000 người và có thể chưa dừng lại ở đó. Do đó bây giờ có một cái nhu cầu cấp thiết là phải tái lập lại một cái cơ sở, một cái cơ quan thực đàng hoàng, được chính phủ công nhận. Và có, dĩ nhiên là khi mà lập cơ quan như vậy là phải có một cái bản lương rồi nhân viên này kia làm việc một cách tích cực mà 24 giờ, chứ không phải như mấy thời gian nay là ông Fauci và bà bác sĩ Burks là hai người cứ thỉnh thoảng họp với Tổng thống Donald Trump phải đưa ra những cái vấn đề này vấn đề kia. Thì bây giờ hy vọng rằng là cái tiểu ban mà pandemic unit này được tái lập lại thì có thể hoạt động cách hữu hiệu hơn, là chống lại cái sự đại dịch bùng nổ trên nước Mỹ gây tang thương cho hàng triệu gia đình, thưa quý vị. Và tiếp đến nữa là một bản tin liên quan đến nước Đức. Khi mà ngày hôm nay các công tố viên của Đức đã cho biết họ có những bằng chứng mới ở trong một vụ án cách đây đã lâu liên quan đến một cô bé đã bị giết chết người Anh có tên là Madeleine McCann. Và đến khoảng 13 năm trước thì một cô gái người Anh có tên là Madeleine McCann, và lúc đó thì cô bé này mới 3 tuổi thôi thì đã bị mất tích. Và cho đến nay trong suốt thời gian tìm hiểu từ năm 2007, lúc này cô bé đang đi nghỉ ở Bồ Đào Nha và rồi bị mất tích. Và sau đó thì đó là cuộc tìm kiếm vô cùng bí ẩn. Và ngày hôm nay thì các công tố viên của Đức đã nói rằng họ có những bằng chứng đủ để thuyết minh, đủ để chứng minh và gọi là kết luận cho cái việc giả thuyết của họ là có một người đàn ông đã liên quan đến cái điều này. Và người đàn ông bí ẩn này đang bị ở tù ở thành phố Cairo của nước Đức. Nhưng mà đây có thể là một trong những người liên quan và trở thành nghi phạm chính dẫn đến cái sự việc này. Và đây là một cái điều gọi là rất là quan trọng và một tiến triển vô cùng lớn trong việc tìm hiểu vụ án liên quan đến sự mất tích của cô bé này. Trong một cuộc phỏng vấn với đài CNN vào ngày thứ Năm thì công tố viên có tên là Broadway Hans Christian Wetter đã đưa ra một vài chi tiết để chứng minh văn phòng của ông đã thu về được những chứng cứ quan trọng để dẫn đến việc là cho người ta thấy là nghi phạm nam 43 tuổi là đang bị giam giữ ở một cái nhà tù ở thành phố Cairo của nước Đức đã là người liên quan đến cái sự mất tích của McCann. Và cho đến nay thì người ta tin rằng có thể là cô bé đã qua đời, thưa quý vị. Thưa quý vị, ngày 11 tháng này vừa qua thì ba vị thẩm phán ở gọi là tòa án Circuit số 4
của Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng là 5 người cảnh sát mà trước đây năm 2013 đã bắn một người da đen homeless 22 phát đạn chết tại chỗ. Thì ngày hôm nay cả ba vị thẩm phán này đồng ý với nhau rằng là đây là một hành động mà dùng võ lực quá đáng và không thể nào chấp nhận được. Trước đây thì mấy cái tòa án bên dưới thì đã tha tàu, đã bảo vệ cho 5 người cảnh sát này, nói là ông da đen này có chống cự lại và trong tay có dao. Thế nhưng mà ngày hôm 11 này thì ba vị thẩm phán ở tòa kháng cáo tối cao của Virginia, Richmond, Virginia đó đồng loạt mà tuyên bố rằng là 5 người cảnh sát này có tội, không thể nào bảo vệ bao che cho 5 người cảnh sát này. Một khi cái người da đen kia đã bị nằm dưới đất rồi, đã bị bắn hai lần súng điện giật đó, đã ngã xuống rồi mà còn bắn tiếp thêm 22 phát đạn nữa, thì đây là một cái hành động mà không thể là chấp nhận được, thưa quý vị. Sự việc này đã xảy ra từ năm 2013, cũng lai ra mãi cho đến giờ này. Thì bệnh nhân cái vụ Floyd này thì có lẽ là tòa án cũng có một cái ý định là để giải trừ tất cả những cái bất mãn, cái phẫn nộ của người da đen trong nhiều năm vừa qua. Do đó phán một bản án, chưa biết là bản án bao nhiêu năm tù, nhưng mà nếu mà phán những này có tội thì cũng phải từ 25 đến 30 năm. Dạ. Tiếp đến nữa là một bản tin đến Thái Lan. Thưa quý vị, khi mà chủ nhà hàng của Thái Lan có thể bị phạt lên đến 723 năm tù vì tội lừa đảo để mua bán hải sản. 723 năm. Dạ. Thật ra cái bản án lúc đầu là 1446 năm, nhưng mà bây giờ giảm xuống còn 723 năm. Bà này cũng vui quá ha. Dạ, nghe con số hết hồn, nhưng mà thật ra đó là ở Thái Lan á, nói con số là 700 mấy chục năm nghe dữ dội vậy, nhưng mà tính ra chắc ở tù khoảng chừng 20 năm thôi. Dạ đó, nghe hết hồn. Dạ, nhưng mà đây là cái chủ, hai chủ nhà hàng này á, là có tên là Elcha Bowancharak và Basason Bawanha, đã bán những cái tấm voucher đó, cái tấm phiếu đó quý vị, mỗi tấm phiếu đó trị giá khoảng chừng 3 đô la. Thì khi mà người ta cầm cái phiếu đó, người ta đến nhà hàng của họ để mua hải sản, thì như vậy đó thì sẽ được mua cái giá đặc biệt. Nhưng mà khi mà họ quảng cáo thì là hải sản tươi sống ngon, rồi tôm là bự cơ, là coi như jumbo size, rồi hấp dẫn vô cùng. Nhưng mà đến khi mà đưa ra cho khách thì không giống như vậy. Thì họ bị rất là nhiều những người khách mà đã kiện, tới 349 hành khách, những người khách hàng đến đã kiện họ là đã không có đúng với những gì họ quảng cáo ở trên social media cũng như là các phương tiện truyền thông khác. Và giá chào bán, tại vì như vậy có 3 đô la thôi, thì một cái voucher thì quá là rẻ đi, cho nên là mọi người hăm hở để mà mua. Nhưng không ngờ là họ lừa đảo. Và khi ra tòa lúc đó họ không nhận tội. Họ nói là họ không thể nào bán với cái giá rẻ mạt như vậy mà lại có cái phẩm chất mà tốt giống như quảng cáo được. Họ đâu thể làm được đâu, nên họ không thể bán được vậy. Rồi cũng như họ cũng như không có ý định sẽ thực hiện đúng như lời quảng cáo. Ra tòa mà còn nói như vậy, nhưng mà cuối cùng là tòa kết luận họ có tội, và lúc đầu bản án phạt là 1446 năm, sau đó giảm còn 723 năm, thực chất là khoảng chừng 20 năm tù, theo cái năm ở Thái Lan là khoảng chừng 20 năm. Và nhưng mà số tiền phạt là lớn ạ, số tiền phạt là 58.500 đô la. Tiền phạt này là hơi cao đó. Đáng đời cho cái tay mà gian manh và lừa gạt đó. Dạ, đó, nhưng mà như vậy là chứng tỏ là để cho thấy là khi mà quý vị quảng cáo như thế nào, quảng cáo sao là phải làm y chang như vậy. Và nếu mình không làm đúng với những cái gì mà mình quảng cáo, người ta có thể kiện mình. Đó, nguy hiểm vậy đó. Bán như thế nào, quảng cáo giá làm sao phải bán y chang vậy. Quảng cáo mà không đúng, bán giá sai hay là không đúng phẩm chất mà mình quảng cáo thì cũng là có tội, nguy hiểm quá. Thưa quý vị, cái tội đó ở bên Mỹ nó gọi là misleading customer, misleading tức là hướng dẫn sai lạc, thưa quý vị. Và cái tội này đã làm cho rất là nhiều người bị phạt. Tại vì trước đây chúng ta biết là giao những cái quảng cáo mà người ta gửi tới nhà hay là bằng flyer gì đó, chữ nó to là ngon lành lắm, nhưng mà không ai đọc cái hàng chữ nhỏ xíu bên dưới. Hàng chữ nhỏ xíu bên dưới là với điều kiện như thế này hay kia, không ai đọc cái hàng chữ đó. Mà bây giờ tòa án cấm, không có được chơi trò nữa. Không có được chơi cái hàng chữ nhỏ nữa. Chữ nhỏ, cái đó là một cái lừa gạt. Thì ra nhiều người cứ đọc hàng chữ to, không đọc hàng chữ nhỏ. Cái lúc mà phát giác là muốn khởi kiện không kiện, tôi có biết rõ ràng. Cái đó bây giờ tòa án cấm, thưa quý vị. Ở nước Mỹ rồi đó. Bây giờ thì trở lại một vấn đề báo tố vào mùa hè năm nay. Thì mùa hè năm nay đã có cơn bão rất là mạnh từ miền Trung Tây và miền Đông Bắc của Hoa Kỳ. Một cơn bão nó làm cho 650.000 gia đình mất điện. Ở những tiểu bang như Michigan, Indiana, Ohio và Kentucky
thì cơn bão đã kéo qua cái vùng này làm cho đổ gãy cây cối và làm cho, may mắn là không có người nào chết nhưng mà chỉ bị thương thôi, đổ gãy cái nhà cửa bị sập, nhưng mà cái điều quan trọng là mất hết điện, làm cho 650 người là đang sống trong tối thui và không có bếp điện, không có ga để mà nấu ăn, không có nước nóng để tắm, thì 650.000 người là đang ở trong cái tình trạng hồi hộp và chờ. Dĩ nhiên là vấn đề điện lực ở xứ Mỹ này là nó sửa chữa rất là nhanh. Tuy nhiên với cái thiệt hại cây cối và nhà cửa đổ gãy như thế này thì không biết là bao giờ mới đền bù lại được, và cả những người mà có bảo hiểm ở nhà đó cũng không có mong là thế nào được đổ bồi thường lại y chang những cái giá trị của mình đã mất. Dạ, kính thưa quý vị, và bây giờ thì Mỹ Linh quay đến bản tin kinh tế một chút xíu. Dạ, quý vị biết là Las Vegas đã mở cửa trở lại, nhiều sân bay đã mở cửa và hoạt động. Nhưng mà thật ra ở nước Mỹ có một sòng bài gọi là lớn nhất của nước Mỹ, và người ta gọi là còn hoạt động trên cái sòng bài này còn khủng khiếp hơn. Và đó chính là sàn chứng khoán. Người ta nói đây chính là sòng bạc lớn nhất thế giới để mở cửa kinh doanh, thưa quý vị. Và thật sự là sau khi mà gần 40 triệu người Mỹ đã mất việc làm, nhưng mà Wall Street vẫn phải nói là rất là khó khăn khi mà đứng ở trước cái việc là chứng khoán mỗi ngày cứ dần dần ngày thì lên ngày thì xuống trồi trục, rất là nhiều lo lắng. Tuy nhiên là các chỉ số cổ phiếu vào ngày thứ ba vừa rồi, chỉ số của S&P 500 đã trở lại vị trí trước khi có coronavirus luôn. Lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu tháng, từ hồi tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, 4 tháng rồi, lần đầu tiên S&P 500 trả lại đúng với con số mà trước khi có COVID-19. Wow, hấp dẫn, hấp dẫn. Dạ, nhưng mà Nasdaq cũng đạt mức cao kỷ lục luôn. Dạ, và số cổ phiếu mà người ta không bao giờ tin được là nó có thể lên trở lại, đó là du lịch. Và những con tàu mà cruise á, mà cuối cùng lại lên lại. Wow, bất ngờ. Nhưng mà ngày hôm nay, dạ đau buồn. ngày thứ năm sàn chứng khoán coi như đỏ sàn hết. Và sau khi mà đã lên rồi, tự nhiên Dow Jones xuống tới 1.862 điểm. Trong khi mà trước cái COVID-19 á, thời điểm cao nhất đó cũng chỉ xuống có khoảng chừng 1.200, 1.300, thì cũng có ngày hình như là xuống khoảng 2.000 điểm nếu mình nhớ không nhầm. Nhưng mà rớt xuống một cái, riêng ngày thứ năm rớt xuống một cái 1.862 điểm. Trời ơi, hết hồn luôn. Dạ, nhưng mà S&P 500 thì vẫn xuống đôi chút ở mức 100 mấy chục điểm. Rồi cũng như là hãng Boeing xuống 33.41. Dạ, nhưng mà chứng tỏ là at least là đã có ngày trong tuần này, ngày thứ ba, là đã có lần kinh tế quay trở lại với con số bình thường trước khi coronavirus, thì là đó là một cái tín hiệu tốt và ổn định hơn cho nền kinh tế. Cho nên là các giới chức hy vọng rằng là từ từ thì nền kinh tế sẽ ổn định trở lại và đi theo đúng nhịp độ của nó, và hy vọng là cái số người mà gọi là thất nghiệp đó sẽ giảm đi nhanh hơn, nhất là sau tháng 7 này, khi mà đã kết thúc được gọi là 600 đồng một tuần cho cái tiền thất nghiệp, thì chắc là sẽ có nhiều người sẽ cố gắng đi kiếm việc nhiều hơn để mà nền kinh tế sẽ tốt hơn, thưa quý vị. Và đến đây thì xin chân thành cảm ơn quý khán giả và xin mời quý vị tiếp tục giữ băng tần 57.3, 16.10 và 27.4. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo.